Đây là cái hoa đậu biếc này. Rồi. Vừa hái xong. Cái hoa này nó ngày nào nó không ra. Hoa này cho ông xôi pha nước uống này. Rất là tốt này. Cái hoa đậu biếc. Này nở rất nhiều. Đây là cây của nó này. Cái hoa đủ biếc này. Rồi hãy xem con mấy cái này. Hoa đủ biếc. Cái này là sáng ngày mai nó mới đầu nở này. Cái này là dùng để cái hoa của nó là dùng để không sôi pha nước uống. Nó ra một cái màu tím rất là đẹp. Cây này trồng công nhận là cái hoa nó nhiều thật, ngày nào nó cũng nở, nó nở buổi đêm, tối nó nở sáng rồi, đó là hái một bụi thế này mà hái nhiều lắm rồi. Bây giờ và thời tiết mưa thế này là mình hái về bỏ trong tủ lạnh, hoa tủ lạnh nó tự khô rồi, nó đẹp. Máy quay màu nó đỏ đỏ như thế này nhưng mà ở ngoài là màu nó tím. Hoa đậu biếc. Vườn này trồng các loại rau để dùng để ăn thôi. Còn có cả sim. Cái sim này bứng vào chậu rồi. Bơ thì bị bão số 9, bão số 7 nó làm trục. Vườn cây tổng hợp, cây gì cũng có hết. Gừng này, lạc này, rau khoai này, rau selection, ớt nè, để cho nó chín rồi hãy phơi khô xay ra dùng. Thanh long đỏ này nó tốt lên tan 7-8 mét luôn này. Đấy, còn một trái này, này. Tre này, một cái vườn đây là phong lan. Phong lan rủ lá hết rồi, chuẩn bị ra bông cho Tết rồi. Còn đây là dâu tây này. Trồng một ít dâu tây này. Phong lan xuống lá rồi, chuẩn bị ra bông rồi. Hồng xòe này, hạt ô này, cờ đỏ này. Rất nhiều, có khoảng 100 chậu thôi. Chơi cho vui thôi, nó rụng lá đâu, chuẩn bị ra bông rồi. Còn dâu tây thì vừa trồng ở đây, khí hậu mát mẻ trồng dâu tây rất là tốt. Không có người ngắm cho xem cái vườn rau cải này. Bên kia là ngò, gọi là rau mùi. Đấy. Gước này. Còn trồng khởi gước đầy đủ các loại. Rau này tôi trồng bỏ phân bò đây. Chứ không bỏ bất kỳ loại phân hóa học nào cả. Và tưới nước giếng. Đẹp chưa? Bên này vừa vải này, nó vừa lên. Còn bên kia là salad vừa vải, nó vừa lên.
đất mới. Rau này thì bảo đảm sạch 100% luôn, không có bỏ mình trồng để ăn. Đấy. Làm vườn cũng vui, từ trồng từ ăn, vừa ngon vừa sạch vừa rẻ vừa tiết kiệm. Đất đỏ cho nên là rất là tốt, khí hậu rất là mát.